có nói là bây giờ mọi người sẽ đặt câu này nhá. Mọi người biết xong cái mẫu câu chưa chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ nói là mọi người dính câu sau. Có một chút đường ở trong cốc, ở trong cốc. Có một chút đường ở trong cốc. Và dính câu tiếp theo là không có chút đường nào. Câu số 3 là có chút đường nào trong cốc không? Đến được số nhiều ạ. Vậy thì bây giờ mọi người cũng xác định danh từ trong cái mẫu câu như là gì ạ? Đường ạ. Nào, mình xác định trong danh từ trong câu này là gì? Đường. Vậy thì đường là loại danh từ nào? Đến được hay không đến được? Không đến được, vậy thì mình sẽ dùng mẫu câu there is hay là there are? There is, đúng rồi. Vậy thì với mẫu câu there is, với danh từ không đến được mình có thể sử dụng gì ạ? Có thể sử dụng gì? Có sử dụng an không ạ? Không, mình có thể sử dụng gì? Some hoặc là any, đúng rồi. Với danh từ không đến được mình có thể dùng some và any. Vậy thì bây giờ mọi người hãy đặt câu với mẫu câu there is và dùng some và any. Vậy thì some dùng trong câu gì? Some dùng trong câu gì? Ra. Đúng rồi. Sao mình dùng câu khẳng định, vậy thì còn em ý. Câu phủ định và câu gì nữa? Câu hỏi đúng không? Vậy thì bây giờ đặt câu nhá. Ok, nào Nguyễn Ngọc, the first sentence for you. Yes. There is some sugar in the glass. Ok, rồi câu số 2. Không có chút đường nào trong cốc cả. Mời Thái. There isn't any sugar in the cup. Yes, very good. Và câu hỏi ạ, có chút đường nào ở trong cốc không? Câu này sẽ đặt như nào anh Đức? Với câu hỏi thì mình chỉ đặt lên đầu thôi. Đúng rồi, sẽ là gì ạ? No, câu hỏi mà. Là gì ạ? Vừa nãy bạn dùng câu there is, bạn vừa đặt là there is some sugar in the glass. Đây, bây giờ anh sẽ biến đổi câu này thành câu hỏi ạ. Nào, đây biến thành câu hỏi sẽ như thế nào? Không, với câu hỏi thì mình làm thế nào ạ? Đúng rồi, sẽ là gì? Đấy là câu phủ định rồi. Câu hỏi bây giờ mình câu hỏi. Có chút đường nào ở trong cốc không? Sẽ là gì ạ? To be mình sẽ đảo sẽ là gì? In. Is, rồi gì nữa? There, được chưa? Đây là câu khẳng định, đúng chưa? Đây là câu khẳng định thì bạn ấy dùng từ some. Vậy thì bây giờ trong câu hỏi mình có dùng từ some không? Mình sẽ dùng từ gì ạ? Any. Đúng rồi, mình sẽ đổi từ đề thành ngữ. Any, rồi.